Chào cả nhà nhá. Buổi trưa mình ngồi sửa cái túi này. Cụ thể là hai cái máy sấy tóc cùng với hai cái máy lái là tóc của một cửa hàng làm tóc nhá các bạn ạ. Thì hai cái này sở dĩ ấy là mấy cái đồ này cái anh chồng anh đem tới nhà mình lâu rồi, thỉnh thoảng đi trên đường này gặp ở làng bên thôi, hỏi đồ của em sửa chưa, mình bảo chưa có thời gian làm. Thật ra thì họ nhà họ rất nhiều cái này nên sửa chỉ là để tận dụng. Một trong những cái này là ngày xưa mình cũng đã từng sửa rồi nhưng mà không rõ là có đúng không, vì nhà họ có đến chục cái này cơ các bạn nhá, tiệm làm tóc mà. Thì trong hai cái này này thì cái bạn này bạn ấy nói là một cái thì nóng rất kém và nhiệt không chuẩn đó, còn một cái thì rất là chuẩn nhưng đang bị vỡ hết rồi, nên anh làm sao anh chuyển được cái bị vỡ hết như này sang một cái mới này. Đấy, nên video này mình sẽ chuyển nó sang cho người ta nhé. Tóm lại một cái này thì là nhiệt không chuẩn, thấy họ bảo thế. Còn cái này thì rất ok nhưng mà nó lâu năm quá, nó là vỡ lát hết ra như này rồi nhá. Nên bạn nào muốn tham khảo lõi của nó như nào thì có thể tham khảo nhé. Cái này ngày xưa mình cố gắng sẽ tìm một cái video ngày xưa mình sửa cái này để một bình luận. Bởi vì dạo này mình để ý là trên kênh mấy cái video mình sửa ngày xưa này này, thấy có nhiều bạn bình luận, tức là YouTube họ lại đề xuất thì có nhiều người xem nên mình lại tiếp tục làm thêm cái video này nữa nhá các bạn nhá. Nhìn có vẻ thì hai cái này rất là giống nhau. Cái này có lẽ là họ mua sau nhưng mà họ bảo là nhiệt không tốt hay sao thế nào ấy. Còn cái này là họ dùng đến nỗi mà nhiệt nó còn vỡ hết cả này ra rồi nhưng mà họ bảo dùng rất tốt. Nên là mình cũng test qua cho chúng ta tham khảo nhá, mình test cái này trước này. Đấy, nó lên nhiệt ở đây nhá, ấn on ở đây này. Đó, đang là 45 độ này. Nó tăng lên dần nhá, và công suất này. Ôi mọi người này không nhìn được cái nhiệt độ của nó nhỉ. Đấy, nó tăng tốt ghê đây các bạn. Hay là bên một bên nóng và bên không đều nhau rồi mọi người. Nó chả ai hiểu. Tóm lại nào bảo đổi sang thì mình cứ đổi thôi, cái này nó chạy bình thường mà. Thế còn cái này thử nhá, xem nó có chạy bình thường không. Vỡ hết ra rồi các bạn ạ. Cũng ok này, cũng lên à, cũng lên ok đây, cũng thế các bạn ạ. Đó là yêu cầu của họ là đổi sang nhau thì mình cũng đổi thôi nhá. Họ bảo là cái này là nó không mượt tóc hay không thế nào ấy đó, còn cái này thì rất tốt nhưng mà do nó bị vỡ hết ra như này rồi nên bây giờ thì mình cứ đổi lõi cho người ta thôi nhá các bạn nhá. Bây giờ tháo nó ra để hơi lằng nhằng đấy con này này các bạn ạ. Mình tìm cái tô vít hai cạnh đó, tháo con hỏng ra trước, à con vỡ và lát ra trước nhá, để lấy nó nói sang nhá. Thì nó sẽ có ốc ở đây này. Chả biết đổ đạc đâu hết rồi. Lâu không đụng rồi. Thôi, vặn tay đi. Cũng không vặn được cơ. Nó xoáy tròn cái bên này các bạn ạ. Để giữ. Chờ mình tháo nó ra cho nhanh nhá. Tháo cái này ra thôi, nó có lòng đen thứ gì giữ lại. Rút sang bên này thôi là nó sẽ ra được cả hai cái các bạn nhá. Dây dợ chỗ này lằng nhằng lắm mọi người ạ. Khớp lối lằng nhằng ghê gớm đấy các bạn. Ốc yếc xung quanh này tháo hết ra rồi nhé các bạn nhé. Mình đoán cái mà đang bị vỡ đây này là cái là nó có hệ thống kiểm soát nhiệt ok, tức là nhiệt độ cài đặt như mong muốn của người ta nên người ta sẽ người ta bảo là sướng là ok nhé mọi người nhé. Còn con mới đây này thì mình nghĩ là cái phần kiểm soát nhiệt độ nó non, nó kiểu như là nồi cơm điện tử ấy này, nhiệt độ nó cơm nó không có sống ấy các bạn ạ. Tức là nó ngắt sớm quá, mình đang đoán như thế các bạn nhé. Nên cái yêu cầu của người khách ấy, khách hàng ấy là họ muốn đổi, bởi vì con này nó lâu năm quá này, nó có cái lẫy nhựa giữ ở đây này để nó giữ những cái này lại, nó vì nó nhiệt nhiều mà nó đau gãy hết rồi. Thực ra mình xử lý được ấy nhưng mà họ muốn đổi sang một cái vỏ mới này thì mình cứ đổi ra thôi, bởi cái này của họ lâu rồi. Thì mình yêu cầu của khách như nào thì mình cứ làm như thế thôi, thì mình sẽ có tiền các bạn ạ. Chứ để mà khách bảo là sửa cả hai cái thì mình cũng sửa được ok ngay. Thì mình sẽ đo kiểm soát. Đấy, con này ngày xưa mình sửa hay sao nhỉ.
Như vậy là con này không biết là mình đã từng sửa chưa thì mình không rõ. Tí nữa mình sẽ nói cho mọi người nhé. Mình thấy có hàn ở đây này. Như con này như là bị nước vào vị trí này chứ không phải sửa. Ngày xưa mình hay sửa, mình hay thay con tụ 105 này, kiếm khó lắm. Tụ nó mỏng này này, 105 400V này, à 473, 450V, 473 thôi. Kiếm khó cực kỳ các bạn. Chứ không phải 105 đâu, tức là 0,47 microfarad thôi các bạn ạ. Mình vẫn phải bó con tụ này đi để phải đặt con tụ vào đây cơ. Vì tụ mình thay nó dày hơn. Như vậy là hai con này mình chưa sửa bao giờ các bạn nhé. Thì khi mà cái con đang tháo ra này là cái con thấy bảo cái con này là con xỉn như này là bị nước, chả phải nước các bạn ạ. Nó như là cái dịch gì. Nói tóm lại là đồ cũ của người ta mà. Cái con này thì họ bảo là sướng. Đấy. Còn nếu như bị vỡ hết cái này ra rồi nên rơi vào đầu tóc thế nào đấy các bạn ạ. Nhưng cái con này bảo là rất, tức là nó nhiệt nó kém thế nào ấy. Đấy, con này thì nó mới hơn mà. Thì có lẽ con này như mình vừa nói rồi nha, cái cảm biến nhiệt của nó ngắt sớm quá chẳng hạn nên cái nhiệt độ nó không chuẩn. Do đó mà người ta làm không sướng các bạn ạ. Đây này, nó kiểu gì cũng có hương vị của đàn bà, mùi của những cái dầu, những cái chất, những cái gì của gội đầu ấy. Ghê gớm lắm các bạn ạ, mình ngạt mũi mình chẳng ngửi cái gì đâu, thôi cứ kệ thôi nha các bạn nhá. Ở đây cho mọi người xem cấu tạo nó một chút đã. Và cái ban bệnh mà cứ bật lên lại tắt, ngày xưa mình hay sửa, đó là con tụ này bị giảm trị số nhá mọi người nhá. Tụ giảm trị số dẫn tới là nó xảy ra cái ban bệnh là cứ bật cái là tắt các bạn ạ. Để mình nói cho mọi người về cái cấu tạo này một chút để mình tháo hẳn nó ra đã nhá, để cho mọi người tham khảo về con thiết kế con này nó như thế nào. Mình sẽ nói cho mọi người về cái cấu tạo hoạt động thiết kế của nó một chút và nói cho mọi người những cái hư hỏng hay gặp trên cái thiết bị này nhá. Hư hỏng mình hay gặp ấy thì đầu tiên điện áp AC 220 vào nó ở đây này, nó sẽ đi với cái cổ có thể xoay tròn này nhá, thì một giây nó mới đi đến đây thôi các bạn ạ, còn một giây thì nó sẽ đi đến cái rắc này, đi đến cái rắc này nhá. Hai rắc giống nhau chúng ta phải cắm biết nhá. Thì cái bên kẹp bên này này nó có một cái cầu trì nhiệt để là cầu trì bảo vệ nhá. Đôi khi trường hợp này hỏng ấy là không vào nguồn thì là do cái cầu trì nó cháy thì chúng ta phải thay con khác, và bạn nào không có lối tắt được cho nó cháy tóc của khách, mình hay nói buồn cười như thế các bạn ạ. Nó chả cháy đâu, nó còn có kiểm soát nhiệt độ điện tử nữa. Thì tóm lại là một dây AC đã đến đây rồi, còn một dây AC muốn đến đây nữa thì nó phải đi qua cái rắc này để đi qua cái cầu trì nhiệt này nhá, thì nó sẽ đến đây, và đây là dây AC thì tiếp tục nó đi qua cầu trì, đi qua cầu trì ấy. Thì sau đó nó sẽ đi tới một cái mạch hạ áp trực tiếp để hạ ra một cái nguồn 5V nuôi cho con vi xử lý này này. Con vi xử lý của Hotech nhá, có chương trình phần mềm nhá. Thì mạch hạ áp của nó bao gồm có điện có tụ điện là 474 là 0,47 ohm này, 0,47 mi này. Hai con điện trở 20 ohm này, diode này và DZ ghim này, tụ lọc nguồn này, DZ này DZ 5V6 nhá. Đính chính nhau là 5V6 các bạn ạ. Để nó sẽ ra được cho chúng ta là 5V. Bởi vì nó thiếu mất một con diode. Đây con diode này có hai chức năng nhá. Nó còn con gì nữa đây? Ô 7805. Các bạn ạ, như vậy là nó sẽ ra mức nguồn cao hơn rồi, sau đó nó hạ qua 7805 để mình nhìn thử xem có đúng không. Mạch điện của nó nhiều linh kiện nó chắn ở dưới nên mình đang cố gắng mình vẽ cho chúng ta tham khảo. Mình đã phải tháo những con linh kiện này ra để mình dò, mình vẽ cho chúng ta hiểu cái mạch một chút. Nó lại có cả con 7805 này nữa, thì do lại là con DZ này nó có cái màu xanh dương thì có tưởng nó là DZ 5V6 cơ, nhưng không phải rồi các bạn nhá. Chúng ta xem này. Dùng máy test led để đo DZ mà. Ai giờ không đo được. Đó, chúng ta đã nhìn thấy là 11,9, tức là nó là DZ 12V nhá. Có DZ đây này, mình vẽ mạch tiếp cho chúng ta tham khảo. Đấy, cho mọi người biết là để mà chia sẻ cho mọi người cách mạch hiểu như thế nào, mình mất thời gian nhiều phết đấy các bạn ạ. Chờ mình vẽ tiếp nhá. Nó có thêm con 7805 này nữa nên mạch nó sẽ hạ ra là 12V nhá mọi người nhá. Thì đây này, ở đây là dây đen và dây đỏ. Thì dây đen nó đi qua cầu trì nhá, nó tới đây. Đó, chúng ta có hiểu đây là dây com chung đi. AC chúng ta là một chu kỳ là sóng xin nhá. Thì cái dây ở vị trí này nó sẽ đến cái cọc đây rồi nhá, nó đến cái cọc đây rồi. Thì tiếp theo cái dây đỏ này,
xe nó đi đến vòng vòng đến chân T1, tới chân T1 nhá, con BT136 nhá. Thì khi có lệnh kích tại chân G ấy, thì nó sẽ thông ngay chiều T1, T2 với nhau ấy, tức là nó sẽ thông từ đây sang đây, tức là đi ra đây. Thì đây ta sẽ có 220 cái chữ MCH này. Cái MCH đấy ấy, nó sẽ cấp cho cái dây may so sinh nhiệt đây và cái dây may so sinh nhiệt đây, hai cái dây song song nhau nhá. Hai cái cùng chạy 220, tóm lại ở đây là chạy 220V nhá. Và tất nhiên là nó chạy thì có khả năng nó có cả AC test đây này. Nhận diện điểm Zero lưới điện để có thể là khi mà nó đã có được điện ok, à có nhiệt độ đủ ok rồi thì có khả năng nó sẽ chạy duy trì. Nó kích không hòa cả chu kỳ chẳng hạn, mình cũng không quan tâm cái đấy, chúng ta sẽ hiểu nôm na như vậy nhá. Thì mạch điện nó sẽ như này này. Lửa chu kỳ ở dây đen nó là dương nhá, thì nó lấy được điện áp ra cho chúng ta. Dương này, lạp vào con tụ 474 nha, con tụ kênh này để tí mình kiểm tra này. Lạp ở đây đi như này, hàn qua hai con 20V này, tạo bị tràn qua DZ 12V nhá. Để đi về ấp của nó. Đó, thì ta sẽ ghim được một cái điện áp ở đây nó rơi tầm 12V. Thì cái nguồn dương 12V đấy nó sẽ được tràn lên, nó được đi qua đây thì ở đây ta sẽ thu được gần 12V thôi nhá. Đi qua con M7 này, này. Đó. Thì tóm lại này, nó ngược với quạt điều khiển từ xa, đó là nó sẽ tạo ra dương trên một dây AC, nhưng đây nó tạo ra âm trên một dây AC nhá. Thì nó đẩy ngược lại thôi, nó đẩy cho kích thôi. Mình cố gắng cho chia sẻ cho mọi người để chúng ta sẽ thấy là mỗi kiểu thiết kế hạ áp trực tiếp nó sẽ là khác nhau. Chúng ta nhìn mạch chúng ta phải hiểu được nó. Không thì mình, các bạn thấy mình chia sẻ trên quạt điều khiển quá nhiều kiểu như kia rồi. Tức là dây dương 5V nó nằm trên một dây AC thì hôm nay cho thấy nó khác lại nhá các bạn nhá. Là GLD nó làm trên một dây AC. Thì đây nó không ghim ra DZ, nó ghim ra, nếu mà đây là DZ 5V6 thì đây ra ta ra 5V luôn, nhưng mà nó lại có con 7805 này, chắc là nó cần cái sự ổn định của con cho con Hotech này, con MSU này nhá. Con Hotech này thông qua cái cảm biến nhiệt. Cảm biến nhiệt điện tử này, dây hai dây này. Nó sẽ đưa về và nó sẽ kiểm soát được nhiệt độ nhá mọi người nhá. Còn bên kia thì là nó không có kiểm soát nhiệt, nó chỉ có nóng xe bên này cùng với nhau thôi. Bên này nó có cầu trình nhiệt. Đấy, nó lại cũng chia ra như thế các bạn ạ. Giả sử bị sự cố về kiểm soát nhiệt thì nó sẽ cháy đấy. Thì mình thấy nó về đây, con LTC nó về đây này, nó có VR chỉnh nhá. Đó. Các bạn ạ, nên do đó có khả năng con này đang ngắt non này. Thì cứ kệ nó thôi, mình đổi thì mình cứ đổi và mình chia sẻ kiến thức cho mọi người thì cứ chia sẻ thôi. Có đâu mình kiếm tiền sau nhá. Có VR chỉnh này để nó sẽ nhận diện được cái nhiệt độ và đưa ra chương trình là kích con chiếc này hợp lý. Ví dụ chúng ta setup ở nhiệt độ 100 độ thì là đúng 100 độ thì nó nghỉ các bạn ạ. Rồi khi bị giảm thật sâu xuống ấy, thì nó lại giảm xuống 98 độ thì nó lại kích các bạn nhá. Nó cứ duy trì nhiệt như thế là tóc của các bạn. Thì mình vừa nói cho mọi người rồi, lấy ra được cái nguồn dương ở đây rồi nhá. Lọc trên cái tụ này, tóm lại ghim 12V thì ở đây sát thực 11V rưỡi chẳng hạn, chứ là hiểu đấy nhá. Nó sẽ đi vào con 7805, mình cố tình vẽ 7805 cho chúng ta nhìn này này. Với những con bé nhỏ này nhá, thì chân 3 là vào nhá. Chân ở giữa là GD toàn mạch nhá. Và chân 1 là ra, đây chân 1 là ra này. Nó ra nó sẽ đi ra nó sẽ được lọc bởi con tụ 100mm này nữa này. Các bạn này, mình không vẽ thôi. Thì cái nguồn dương 5V tóm lại ở đây là 12V so với đây nhá. Thế ra dương 5V này, dương 5V này so với ở trên này là cái GD này trên một dây AC này chứ không phải trên AC này, dây AC này nhá. Thì cái dương 5V này nó tới chân VG của con ICMSU. Và cái GLD này này, nó sẽ tới GLD của IC nhá. Mọi người nhá, để con trên con IC chúng ta sẽ đo được là chỉ là 5V thôi, nên nó không chết, nó ký sinh trên một dây AC nhá. Nó như thế. Thì lệnh kích của con chiếc BT136 sẽ như này nhá. Với quạt điều khiển ấy, thì là nó luôn dập cái chân này về mát. Để cho chiếc kích thì hôm nay nó sẽ đẩy nguồn 5V ra. Với quạt điều khiển ấy, nó dập cái chân này về mát thì là chân T1 của chiếc, tức là một dây AC, nó là dương 5V thì dương 5V nó sẽ chảy từ T1 sang G và đi qua về mát các bạn ạ. Nhưng ở đây nó sẽ là ngược lại nhá. Đó thiết kế. Tóm lại là khi muốn kích cấp 220 cho hai cái dây may so sinh nhiệt là mỗi hai bên này này đấu song song nhau ấy. Thì nguồn là con ICMSU sẽ xuất cái điện áp dương ở đây. Tóm lại là trong nó có con cha nó nối từ C sang E làm đẩy cái nguồn 5V từ đây. Đẩy ra đây. Và nó sẽ đẩy kiểu gì có điện trở hạn. Và đẩy dòng chảy là từ G sang T1 là về GD của nó, về GD nhá. Thì như vậy là khi có dòng kích như thế, với quạt điều khiển thì dòng kích ngược lại là từ T1 sang G, đẩy từ T1 ngược sang G. Như đây chúng ta sẽ thấy là nó thiết kế là từ G đẩy sang T1. Thì cũng làm cho con chiếc này sẽ thông hai chiều T1, T2. Thì cái dây AC còn lại nó đã nằm ở đây rồi này.
nó đã được mở thông sang đến vị trí này. Dây AC đi qua cầu chì nó đến này, như vậy nó sinh nhiệt. Và khi đạt đến nhiệt độ thông qua cái cảm biến nhiệt ấy, thì nó con MSU này sẽ thông qua chương trình khóa đóng ngắt kích mở con này hợp lý nhé. Và cái hư hỏng hay gặp nữa ấy, đó là ngoài cái cầu chì nhiệt bị cháy là mất nguồn ra thì hoặc là đứt dây các thứ ấy. Dây nó xịn lắm, dây chả đứt đâu, nó còn xoáy xoáy được này, nó không phải đứt được nhé. Nó có cái xoáy tròn này này, nó có tiếp xúc hình như chuột quét ở đây luôn. Đúng là cái đồ này đồ xịn đấy các bạn ạ, chả biết bao tiền. Thì cái hư hỏng nữa thì bật lên và tự tắt, bật lên và tự tắt ấy, thì là do con tụ này giảm trị số này. Mình cũng tháo ra tiện thể, mình vẽ mạch, mình tháo ra mình cũng đo con tụ này luôn. 0,47 mi nhá. Đấy thì 0,47 thì bây giờ đang 0,46 thì kệ, ok không sao cả nhá. Trường hợp này nếu mà nó không có nguồn ra để chập DZ này nhá. Nhưng mình chưa gặp, mình chỉ gặp là cháy con này có rồi này. Giảm trị số con này bật thái tự tắt này, chạy chập chờn này. Rồi cái nữa mình gặp nữa, như cái con này đang gặp này là nó có cái này nó cứng lắm nhá. Nó là kiểu như phíp, phíp không chảy đâu, bởi vì nó làm trong nhựa, trong nhiệt độ cao mà. Phíp không chảy đâu các bạn nhé. Nhiều trường hợp họ dùng lâu năm quá nó nóng ấy, và rơi đập ấy, nó bị vỡ mất cái lẫy đây này. Đó, nó rỡ cái lẫy dẫn tới hai. Đây là con này đang bị thế nhá. Nó gãy cái lẫy đấy nên nó không cài vào khe này nữa, nó bị rơi ra đấy các bạn ạ. Thì cái giải pháp ấy, như ngày xưa mình tháo nó ra, mình khoan lỗ, mình dùng cái mũi khoan bé mình khoan lỗ, mình đưa một cái chân linh kiện bằng sắt vào để giữ nó. Hay là bị làm bên này, làm bên này, thế là mình vẫn khắc phục nó. Con này thì tí nữa mình sẽ khắc phục như thế, nhưng mà mình muốn đổi hết sang bên này cho người ta đã các bạn nhá. Mình vẫn sửa được hai cái cho người ta muốn đổi thì mình cứ đổi thôi. Đó thì chưa gặp trường hợp nào cháy. Giả sử cháy một bên thì chúng ta bật ấy, chúng ta thấy sờ hai bên ấy, bên nóng bên không nóng thì chắc chắn là bên đã bị cháy nhá mọi người nhá. Cháy dây mai thôi các bạn ạ. Thì con Hotech này nó sẽ có chương trình phần mềm được lạp, nhà sản xuất lạp trong này, quản lý hoàn toàn mạch chạy thông qua phím bấm cài đặt, thông qua đưa ra loa kêu như nào, có thạch anh dao động cho nó này, và nó cũng quét led này, tạo màn LCD luôn nhé. Màn LCD là các điểm ảnh ấy các bạn ạ. Led 7 đoạn thì ít hơn nhưng mà LCD thì nhiều điểm ảnh hơn nhé. Thực ra nó là LCD nhưng thực ra nó cũng là những cái led 7 đoạn nó làm trong LCD thôi. Tất nhiên nó có cái nhiệt độ các thứ số nhỏ nữa các bạn ạ, nó tích hợp trong cái màn thôi. Đó, một cái mạch máy là tóc nó chỉ có thế thôi. Ở đây nó có mạch nhận biết zero điểm không của lưới điện, bởi vì nó kích chi ác mà. Và nó có con tụ chống sét nhá, tụ dập xung nhiễu, thạch anh dao động ít gặp chết mọi người ạ. Tụ 100mi 16V, lọc nguồn 12V. Sau khi đi qua 7805 thì được lọc của con tụ này cũng 16V 100mi nhá, để tạo ra 5V đấy. Đó, mạch điện này nó chỉ có thế thôi. Và nó vì nó thiết kế trên cái bàn tay kẹp kẹp rất là nhỏ nên nó làm lằng nhằng, nhất là con tụ này nó bé tẹo ấy, con tụ này nó mỏng lắm nên đôi khi mình gặp nó chết, mình không kiếm được con tụ mỏng cái này ấy, là mình phải hy sinh con tụ này này, vứt bỏ nó đi luôn, tụ dập xung này này, để đưa nó xuống dưới thì mới xử lý được các bạn nhé. Đấy là cái mẹo của mình thôi. Còn đã chia sẻ hết kiến thức và bây giờ bắt đầu công cuộc kiếm tiền của mình nhá. Như vậy là con đời mới sau nó đích ra thể thống gì nó bảo là chả ok, hóa ra nó chạy chip khác nhá, chip này xịn hơn, Hotech xịn hơn, đúng là đồ ngày xưa luôn chất, đồ bây giờ chắc là chi phí con MSU này sẽ rẻ hơn, do đó mà xử lý tín hiệu hoặc mọi thứ nó đích bằng con xịn này các bạn ạ. Thảo nào nó bảo là nó vẫn nóng nhưng mà là nó kém, nó không mượt không thế nào đấy các bạn nhá. Đấy, chúng ta sẽ thấy bên ngoài rất giống nhau nhưng bên trong sẽ khác nhau luôn nhá. Đây là cái bộ bên mà chạy con chip là mà bảo là nó lúc nó nóng lúc nó thế nào không ổn định hay thế nào đấy mà nó muốn đổi lên nhá. Còn đây là bo ok nhá, thì chúng ta sẽ nhìn này, cái này là nó vẫn còn mới nên gì nhá, chúng ta sẽ tháo rút ra này đó các bạn nhá, rút nó ra này và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ trên cái nhựa này này, cái nhựa kia nó vỡ rồi, nó có mấy cái lẫy giữ này để giữ được cái này này, cái kia nó định vỡ giữ đấy nên mình bảo mình khoan lỗ đây này để mình đưa cái sắt đưa vào là giữ được nhá. Một cái nhựa này cả nó nhựa đéo nhựa kia rồi. Tóm lại là đồ sau này không ăn thua nhá. Mình muốn đổi nó lên sang đây, ở đây có cảm biến nhiệt cho nó xịn luôn, đính zin bản của nó luôn nhá mọi người nhá. Còn cái bên này thì kệ thôi, không thay. Cái này này, cái mâm nhiệt này cũng chả ảnh hưởng đâu. Chip vi xử lý
Đó, cảm biến nhiệt là sẽ ok hết nhá. Nên là con này đang nhận cảm biến nhiệt của vận bon bên này là thế luôn các bạn ạ. Núm này, cao su này. Ok rồi, cảm giác ngắn hơn rồi. Vẫn thế mà các bạn. À, mình quên chưa lấy cái nhựa này, nó còn có cái nhựa này nữa. Nào, thừa chỗ này. Thôi mình copy sang rồi nhá, các bạn nhá. Hôm nay không tạo vấu nữa mà nghĩ ra một kiểu mới này. Vừa khoan hai cái lỗ ở đây. Cái này nó nằm xuống đây nhá, nó vẫn có một cái độ hở nhá. Các bạn nhá, cao su vì cái hiệu họ áp bóp mạnh mà. Thì hôm nay sẽ chơi một cái trò khác lạ. Đó là ta sẽ dùng cái loại này này, ta buộc nó lại các bạn ạ, để xem nó có giữ được. Mình nghĩ là giữ được đó. Trong này nó có sẽ có cái dây may so để nó sinh nhiệt đấy nhá mọi người nhá, và nó cách điện với cái mặt này rất tốt, và họ tráng bằng lớp men thì khá là ok, không thấy nó bị bong chóc gì gì cả. Nó mất hết bốn cái lẫy rồi nên bây giờ chơi trò như này nha. Đấy, mỗi người có một cái kiểu riêng các bạn ạ. Hôm nay mình có cái kiểu như này và nó lại thôi, làm sẽ giữ lại thôi các bạn nhá, kiểu mới. Thế là nó không rơi ra được mà. Xong cái con này thì thử tăng con VR cho nhiệt độ nó ta cao lên như thế nào. Nó bảo là nó chạy không ổn định như thế nào chứ không phải là bị nhiệt yếu các bạn ạ. Nhưng không rõ phải hỏi nó kỹ. Đấy, được một bên luôn. Đây cái này nữa này. Cái này bịt ở đây này. Đó. Không cho nó vào đây thôi. Ở đấy còn thiếu cái cao su này. Sửa chữa là rất nhiều cái sự độ chế các bạn ạ, chứ không phải là chỉ là sửa zin. Zin nếu chúng ta có đồ thì chúng ta sửa zin ấy, nhưng mà chúng ta sẽ phải độ chế khi chúng ta không có đồ và chúng ta sẽ thấy nó hỏng hóc. Đấy, nó gãy cái lẫy đen đen này, cái nhựa này các bạn mà đi mua đâu được để có con nó, chúng ta phải tìm cách chúng ta xử lý thôi các bạn ạ, chứ mua được thay thì đầy người mua được các bạn ạ. Chúng ta sẽ tìm cách xử lý, tí nữa mình chỉ Google search xem cái loại này nó bán bao tiền. Cái cửa hàng này thấy chồng bảo nhà em có hơn chục cái này, cứ thỉnh thoảng nó lại hỏng. Đó, ok thì có rời rơi, rơi là sao được nữa các bạn. Ngon luôn. Đó, buộc phát là nó giữ được hết luôn. Nhưng mà đang đo con cảm biến nhiệt này. Cảm biến nhiệt tận 470 mấy mê hay là con này lỗi không? Thì cao này. Con kia lắp vào rồi như này. Bốn bao nhiêu mê này, cao này á, tận 450 mấy kilo cơ, gì cả biến nhiệt gì mà kinh thế các bạn. Đây là do con này nó lỗi, là do cả biến nhiệt hỏng nhỉ. Thôi để kiểm tra con này. Con chip này mình thấy vẫn đi chữ Hotech nhá, nhưng nó bé. Thế này đo nắp con này vào rồi, giờ lại phải này tháo ra để xem con cả biến nhiệt. Đây là các bạn này, mình cũng không để ý, mình bảo đổi thôi. Con cảm biến nhiệt này là 135,6 kilo nhé mọi người nhé. Mọi người ạ, à, không có nhiệt đâu, nhưng coi con cảm biến này thì nó chết toi rồi. Thảo nào bảo là cái khách bảo là cái mới này là nó không chuẩn, nó hay bị cháy tóc hay nó bị cái gì ấy các bạn ạ. À, nhiệt cảm biến nhiệt nó lên như này tận 300 kilo này các bạn này. Thôi để cho nó nguội thử xem nào. Mình lại tháo nó ra con này rồi mình kiểm tra cảm biến này. Thì vừa nãy mình nắp mình ấy vào thì nó vẫn hơi có nhiệt một chút thôi. Tầm khoảng 30 35 độ ấy, thì mình đo con cảm biến nhiệt này này. Mình tháo một chân nó ra nhá. Nó là 145K, có thể nó sẽ nó lạnh hơn thì nó sẽ cao hơn nhá mọi người nhá. Nhưng cái con này vừa nãy mình đo ấy, nó được tận 400 bao nhiêu ấy, thì bây giờ đo này thì nó lại tầm được như này rồi.
Như vậy là cái con này mà khách bảo là chạy chập chờn, đôi lúc vì nhiệt độ nó không ổn định, đôi lúc bị cháy tóc các thứ, nó bảo thế các bạn ạ. Thì có lẽ là do con cảm biến nhiệt này lỗi thôi, nên mình sẽ xử lý luôn con cảm biến nhiệt để xem có con cảm biến nhiệt nào nó kiểu như này không nhỉ. Vừa nãy đo được 400 gần 500 kg, bây giờ lại là về 200 kg rồi các bạn nhé. Con cảm biến trên cái bo mà nó chip chip bé này, mình nhìn thì con chip này vẫn là Hotech nhá, Hotech bé nhá mọi người nhá, còn là Hotech to, nên có khả năng là nó vẫn thiết kế vẫn hãng đấy, vẫn thiết kế ok đấy, chẳng qua là con này đang lỗi cảm biến nhiệt thôi, nên do đó nó kiểm soát không ổn định các bạn ạ. Thôi đã biết nó lỗi nó rồi, bây giờ cũng xử lý nó, chả cần cảm biến nhiệt chuẩn thì người ta dùng người ta cũng quen các bạn ạ. Để tí nó tháo ra, còn bây giờ lắp lại con này đã. Con này nhớ nó là con cảm biến nhiệt tầm này như này, nó hơi nóng nóng ba mấy độ, là tầm khoảng 150k các bạn ạ. Như vậy là cảm biến huyết tử không được đâu nhá, phải kiểm tra con cảm biến nhiệt này, lắp vào rồi lại phải tháo ra, khổ thân mình quá. Để nó lôi ra được nó không ấy. Đấy, con cảm biến nhiệt nó nằm tận bên này kìa. Chả hiểu nó làm kiểu gì. À đấy, lôi được ra rồi. Ôi, đây là một con cảm biến nhiệt nó nằm ở chỗ này này. Các bạn nhé, nó nằm chỗ đấy thôi. Chờ, tháo ra, bật nó. Kèo. Con cảm biến nhiệt zin bàn của nó này này là nó loạn về thông số lên. Hiện tại mình không có con này nên do đó mình đang lắp hai con 100k của biết từ 90k biết từ đấu nối tiếp nhau nhá. Và đặt được cái khe này và bọc cách điện thật tốt nhá, không thì cảm biến nhiệt này nó sẽ sờ ra vỏ này sẽ giật tóc của khách nhá, giật đầu khách là rất nguy hiểm nhá, nên do đó mình làm rất là cẩn thận cái chỗ phần cảm biến nhiệt. Và nó ở cái khe này vẫn rộng nên mình có tấm này nó lót cách điện, mình còn cắt những cái tờ ni lông, những cái lông cách điện ở vị trí khác, mình bóc vào đấy cho nó thật cho dày các bạn ạ, để cho nó tăng cái độ an toàn nhé mọi người nhé. Và hai con này là đấu nối tiếp nhau thì mình khẳng định là nó sẽ không thể chuẩn xác như zin của nó đâu, nhưng nó có VR chỉnh này, con VR mình đang thấy đang chỉnh ở 2K2, mình sẽ chỉnh VR, mình cảm giác nhiệt độ nó bằng bên kia. Tóm lại là nó sẽ khi cái cảm biến nhiệt độ nó sai khác ấy, ví dụ như là người ta dùng quen ấy, cái người ta là tóc người ta dùng quen ấy, những cái con zin bản kia là đang để ở 230 độ thì là ok, nhưng con này có thể để ở 260 độ mà mới ok chẳng hạn, hoặc là 240 độ là 200 độ là ok, thì họ sẽ để nguyên bản như thế mọi người nhé. Tóm lại là cảm biến nhiệt nó sai thì nhưng mà nó lại có ổn định thì nó sẽ không sao cả, nhưng cái con này nó nhảy loạn lên thì họ bảo nên là lúc thì cháy tóc lúc không đấy, mình nhớ là khách nói như thế. Còn bây giờ lắp hoàn thiện. Cái này là cái lõi mới, vỏ mới lõi cũ nhá. Đây, test thử này, con này thì cảm biến nhiệt zin bản nhá. On ở đây này, chúng ta sẽ nhìn dòng ăn nhá. Đấy, bắt đầu có dòng ăn này, 25 độ đang tăng dần nhá. Thì mặc định của nó là khi bật on cái là nó luôn ở khoảng 155 độ này. 155 độ mình vừa bấm nó lên đấy. Các bạn ạ, bấm cái nó sẽ nghỉ và đang chọn chế độ mà nó đang tăng nhiệt độ lên này. Rồi để kiểu gì được cho mọi người nhìn được cái nhiệt độ nó tăng lên này. Đấy, 100 bao nhiêu độ rồi đấy. Đây, bật điện lên nhá. Điện lên cho nó đỡ bóng nhá. Đấy, đến 53 độ đấy, 55 độ nó sẽ dừng nhá. Con này thì chắc chắn là kiểm soát tốt bởi vì là cảm biến nhiệt ok mà. Nóng kinh. Nhá. Còn con này thì con cảm biến ai nhỉ, mình vừa mới test thử mà nó vẫn nóng bỏng này, nó vẫn có nóng này, mình bật on này nó cũng như thế thôi, và nó đang ở 90 mấy độ luôn rồi, bắt đầu nó tăng lên đấy. Dòng ăn này đấy, đến cái tầm này nó đang set là 60 độ, 100 như vậy nó lưu các bạn ạ. Đây mình đang set là 160 nhá, có thể tăng lên nữa này. Hoặc zin bản nó là 60 sao. Cao nhất là 210 nhá, thử tăng lên 210 xem nào. Tóm lại là mình nghĩ là cái cảm biến nhiệt mình đang đấu lối tiếp như này thì nó sẽ không kiểm soát nhiệt. Nhiệt độ nó không chuẩn, có thể nó là 200 độ nhưng nó đang là 190 độ chẳng hạn, chúng ta sẽ hiểu lâu nay như thế nhá. Đấy, vẫn ok thôi.
Và nóng lắm, mình vừa mới dùng thử cái máy bắn nhiệt này. Bắn vào, nhưng bắn vào cái mặt bóng này thì nó không thể chuẩn được các bạn ạ. Đấy, nó chỉ hiển thị như này thôi, cả cái kia đấy nó không chuẩn. Với lại vừa lại dùng thử cái này để đo. Cái bộ đo nhiệt này của bình nóng lạnh Kangaroo này, nhưng mà đo đến quá 100 độ nó 3E4. Chả làm gì được. Còn cái đồng hồ VC97 này cũng có đo nhiệt đấy, nhưng mà mình chả biết mình vứt cả biến nhiệt nó đâu rồi nên chả đo được các bạn ạ. Thôi cứ giả khách thôi. Như vậy là qua video chúng ta lại hiểu. Chúng ta hiểu về cái cấu tạo của máy là tóc nó như nào này. Và nó có những cái hỏng hóc như mình hay gặp nhá. Đó là cháy cầu chì nhiệt thì mất nguồn nhá. Rồi giảm tụ hạ áp 0.47 ấy, thì dẫn tới là bật lên ấy, thì nó chạy cái rồi nó ngắt nhá. Như quạt điều khiển bật cái chạy ngắt đấy các bạn ạ. Rồi cái nữa thì hôm nay chúng ta sẽ gặp cái mới này này. Chắc chắn là con cảm biến nhiệt có sự cố, dẫn tới là bị lọt là bị không kiểm soát nhiệt độ chuẩn. Và mình có một cái phương pháp. Và con cảm biến nhiệt này khả năng là cảm biến nhiệt là 200k nhá mọi người nhá. Chắc là cảm biến nhiệt 200k các bạn ạ. Hoặc là 150k, hôm nay trời lạnh thì đo được 200k đấy các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ có kiếm, chúng ta mua, chúng ta thay được nhá. Thì nó kiểm soát nhiệt tốt. Nhưng vì mình không có nên mình đã chơi một cái trò như này, thì mình khẳng định là họ vẫn dùng bình thường. Có cái là họ set up cái nhiệt độ này và cái nhiệt độ này sẽ khác nhau thôi. Về kể cả cái bọn này thời gian sau, thời gian nó cũng lão hóa thì nó cũng sẽ không chuẩn được. Và nó bị hỏng vỡ này theo thời gian, thì mình đã có pháp sâu kim luồn chỉ như thế nhá. Thôi video cũng kết thúc, để bắt đầu sửa lốt hai cái máy sấy tóc kia. Cái máy sấy tóc nhìn chất kinh khủng này, trông ghê gớm không? Chắc này hỏng công tắc là cùng rồi các bạn ạ. Thôi chào mọi người nhá.